nhìn tai bạn nhé. Một người bình thường có thể nghe được tần số từ 20 Hz đến 20 kHz. Nhưng mỗi người mỗi khác khi nói đến chức năng của các giác quan. Một số người trong chúng ta gặp khó khăn trong việc nghe tiếng xì xào của hàng xóm chỉ ngay sau cánh cửa. Trong khi đó, những người may mắn hiếm hoi bẩm sinh đã có khả năng cảm âm hoàn hảo. Họ có thể nhận ra mọi nốt trong mọi quãng tám. Chúng tôi khuyên nên làm các bài kiểm tra thính giác thú vị để phát hiện siêu năng lực thính giác tiềm ẩn của mình. Trước hết, hãy kiểm tra xem bạn hiện đang đứng ở đâu trong phổ tần số nhé. Đeo tai nghe vào và đảm bảo rằng bạn đang ở một nơi yên tĩnh, không có tiếng ồn xung quanh. Nếu có người, hãy nhờ họ giữ im lặng một lát nhé. Chúng ta sẽ đi hết và vượt ra ngoài phạm vi âm thanh của con người, đồng thời phát một số tần số âm thanh mà tai người thường không nghe thấy được. Ngay khi tai bạn bắt đầu nghe được âm thanh, hãy dừng video lại. Con số bạn thấy trên màn hình là kết quả hiện tại của bạn đấy. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi! Tốt lắm! Bạn có ngạc nhiên về kết quả không? Nếu cao hơn mức trung bình thì xin chúc mừng, nhưng nếu không cũng đừng lo lắng. Càng lớn tuổi, chúng ta càng ít nghe được những âm thanh có tần số cao. Kết quả là giảm khả năng nghe được tiếng chim hót hay thậm chí những phụ âm như S, H hoặc F. Nếu kết quả rất tệ, hãy làm lại bài kiểm tra này. Rất có thể tai nghe của bạn không thể phát đúng tần số vô hình. Hoặc có thể âm thanh trên máy tính của bạn đã tắt. Nhưng nếu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng các thiết bị vẫn ổn, có lẽ bạn nên đến gặp bác sĩ và kiểm tra thính lực. Bây giờ bạn đã biết phạm vi thính giác của mình, nhưng hãy đoán xem ai có thể nghe vượt quá những giới hạn này. Rơi, chim bồ câu, voi, chó, cá heo và một số động vật khác. Nhưng bạn nghĩ ai nghe tốt nhất thế giới? Hãy chào đón nhà vô địch của chúng ta, loài bướm đêm. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng loài này có thể nghe tốt hơn bất kỳ loài nào khác trên thế giới. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng bướm đêm sáp lớn, còn được gọi là Galeria melonella, có thể nghe được tần số lên đến 300 kHz, nghĩa là thính giác của chúng tốt hơn của con người gấp 15 lần. Và bây giờ hãy tiếp tục kiểm tra tiềm năng để phát triển sự cảm âm tuyệt đối của bạn nhé. Siêu năng lực hiếm có này về cơ bản là khả năng mà một số người có thể xác định hoặc hát lại một nốt nhạc nào đó mà không cần dùng giai điệu tham khảo. Một số nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại bao gồm Beethoven, Chopin và Mozart có khả năng này và nó không quá hiếm trong ngành âm nhạc hiện đại đâu. Oh yeah. Các nghiên cứu dựa trên cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 600 nhạc sĩ cho thấy, khi bắt đầu luyện tập, những người càng lớn tuổi càng ít có khả năng đạt được sự cảm âm tuyệt đối. Trong khi đó, phần lớn các nhạc sĩ được thăm dò ý kiến mà bắt đầu rèn luyện từ 5-6 tuổi có khả năng này. Và trong số những người tham gia các lớp học nhạc trước 4 tuổi, khoảng 40% có sự cảm âm tuyệt đối. Ngoài ra, bạn có nhiều cơ hội phát triển khả năng này hơn nếu ít nhất một người thân của bạn sở hữu nó. Vậy, bạn đã sẵn sàng thử thách đôi tai chưa? Bạn sẽ cần đeo tai nghe một lần nữa, hít thở sâu và đừng quên đếm câu trả lời đúng nhé. Đây là phiên bản nhỏ của bàn phím piano cổ điển. Hãy làm mới bộ nhớ của bạn. Đây là âm thanh của 12 nốt nhạc. Chúng tôi sẽ sử dụng âm nhạc ngẫu nhiên này để khiến nhận thức của bạn bị rối một chút. Bắt đầu kiểm tra nhé. Cố gắng đoán nốt này nha. Chà, có ý kiến gì không? Đó là nốt son. Còn nốt này thì sao? Nốt đô. Tập trung vào đôi tai của bạn và lắng nghe nốt tiếp theo nhé. Đó là la nhé. Còn âm thanh này thì sao? Bạn đoán được không? Fa này. Tiếp tục và thử nghe nốt này nhé.
Lại là la. Bạn sẽ nói gì về nốt này? Đó là pha thăng. Đây là âm thanh tiếp theo. Bạn đoán được nốt này chứ? Gì đó nhỉ? Bạn có biết nốt này là gì không? La thăng hay còn được gọi là bì giáng. Âm thanh tiếp theo. Bạn có phát hiện ra nốt gì không? Đô giáng. Bạn xác định được nốt này chứ? Lại là son. Tốt lắm. Nếu đoán đúng hơn 7 nốt nhạc, có lẽ đã đến lúc bạn nên chạy đến trường dạy nhạc gần nhất và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng trước khi quá muộn rồi. Trong khi đó, nếu kết quả của bạn nằm trong khoảng từ 3 đến 6 nốt, thì chứng tỏ trình nghe nhạc của bạn khá tốt. Còn nếu bạn không đoán được nốt nào, thì cũng đừng buồn. Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Bài kiểm tra tiếp theo sẽ tiết lộ cả kỹ năng nghe và kiến thức về các loại nhạc cụ của bạn. Trò này rất dễ. Nghe kỹ âm thanh và cố đoán loại nhạc cụ nhé. Bạn có 15 giây cho mỗi câu hỏi. Đừng quên cộng tất cả các câu trả lời đúng nha. Đây là âm thanh đầu tiên. Nó có quen không? Tiếng gì vậy? Đó là kèn Pháp. Còn giai điệu này thì sao? Đàn sitar đấy. Âm thanh tiếp theo. Có ý kiến gì không? Chảo sắt đó cả nhà. Tiếng này thì sao? Đàn guitar acoustic. Tốt lắm. Tiếp tục phát hiện nhạc cụ này nhé. Đó là sáo. Âm thanh tiếp theo, nghe có quen không? Đàn ukulele. Cùng khám phá âm thanh bí ẩn này nhé. Nó được gọi là Rainstick. Nhạc cụ tiếp theo. Có ý kiến gì không? Mộc cầm đấy. Đây là giai điệu tiếp theo. Đàn organ. Nhạc cụ tiếp theo. Nghe có quen không? Trũng trẻ đó. Này thì sao? Tiếng guitar acoustic à? Không, đàn banjo. Bạn sẽ nhận ra ngay âm thanh này. Đàn violin. Còn nhạc cụ này thì sao? Thôi đùa thôi, đó là tiếng mèo kêu. Tiếp tục tìm âm thanh này nhé. Kèn harmonica này. Bạn có biết đây là gì không? Kèn kazoo. Nó trông giống một cái còi nhỏ ngộ nghĩnh vậy. Nhạc tiếp theo. Bạn đã đoán ra chưa?
đó là đàn lít. Tiếng này thì sao? Chắc là đàn piano điện. Không, đó là đàn hạc. Nhạc cụ tiếp theo. Có ý kiến gì không? Thứ đẹp đẽ này được gọi là cabasa. Âm thanh tiếp theo. Nghe có quen không? Đó là kèn clarinet. Bạn đang làm rất tốt. Chúng ta gần về đích rồi. Hãy tập trung và lắng nghe âm thanh tiếp theo nhé. Đó là guitar bass. Âm thanh tiếp theo. Nghe có quen không? Đàn piano. Còn nhạc cụ này thì sao? Âm thanh này được gọi là hát họng và nó được tạo ra bởi một ca sĩ, không phải bởi một nhạc cụ. Âm thanh tiếp theo. Bạn đã đoán được chưa? Castanets đấy. Bạn biết đây là gì không? Đây là âm thanh của những ly nước. Và cuối cùng, bạn có phát hiện ra nhạc cụ này không? Đó là đàn accordion. Và bây giờ, hãy tính số điểm của bạn nhé. Nếu bạn đã trả lời đúng tất cả 25 câu hỏi, xin chúc mừng, bạn là một thiên tài. Nếu điểm của bạn từ 17 đến 24, giỏi lắm. Đôi tai và kiến thức của bạn rất tốt. Hoặc bạn đang hoạt động trong ngành âm nhạc, hoặc bạn nên suy nghĩ về việc này xem. Nếu bạn đưa ra từ 9 đến 16 câu trả lời đúng, bạn đang làm tốt đấy. Trong khi nghe nhạc, bạn giỏi phân biệt âm thanh của các loại nhạc cụ khác nhau. Và nếu bạn có ít hơn 9 câu trả lời đúng, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên mở rộng kiến thức trong lĩnh vực này. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự đa dạng của các loại nhạc cụ đấy. Trên thực tế, không ai biết chắc chắn có bao nhiêu loại nhạc cụ trên khắp hành tinh. Bạn có thể tìm thấy hơn 500 cái tên trong các bộ bách khoa toàn thư khác nhau, nhưng con số này khá xa so với thực tế. Rốt cuộc, bất kỳ loại nhạc cụ nào cũng có hàng chục biến thể khác nhau và hàng trăm cách sản xuất. Để làm cho quá trình này dễ dàng hơn thì xưa nay các loại nhạc cụ sẽ rơi vào một trong 6 loại chính, tùy thuộc vào nguồn tạo ra âm thanh, hơi bộ gõ, dây dùng vĩ, đồng, bộ gõ, phím hay họ guitar. Chúng ta biết rằng nhạc cụ đã giúp mọi người giải trí trong rất nhiều năm, nhưng đâu là loại nhạc cụ lâu đời nhất trên thế giới? Cho đến nay, danh hiệu danh dự này thuộc về sáo Neanderthal. Nó được chế tạo cách đây khoảng 60.000 năm. Các nhạc sĩ đương đại đã phục dựng lại nhạc cụ này và âm thanh của nó gợi nhớ đến sáo trúc hiện đại. Nhưng âm nhạc không chỉ là một công cụ giải trí thôi đâu. Nó cũng rất hữu ích khi bạn muốn thư giãn hoặc tập trung vào công việc hoặc học tập. Tần số 432Hz được xem là lý tưởng vì nó cộng hưởng với cộng hưởng Schumann 8Hz và được biết đến như là một hiệu ứng làm dịu và thư giãn. Một nghiên cứu từ Ý chỉ ra rằng âm nhạc được điều chỉnh đến 432Hz làm chậm nhịp tim khi so với 440Hz. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn nghe nhé.